Cậu bé biết nhận lỗi. Anh biết ngay mà, thế nào mẹ cũng rủ bác Giác đi cắm trại với nhà mình. Em không thích đâu, tuy ba mất lâu rồi nhưng em vẫn không muốn ai thay thế ba cả anh ạ. Nhà mình không cần thêm ai nữa, anh đủ sức chăm sóc em và mẹ rồi. Anh có cách này. Cách gì vậy? Nói cho em biết với. Em có biết cái gì đây không? Đinh hả? Đến đoạn đường vắng rồi đó, ra tay thôi. Con thấy khó chịu quá, người cứ nôn nao ấy. Chắc con bị say xe rồi, làm sao bây giờ nhỉ? Bác dừng xe cho cháu nghỉ một lúc nhé, chắc tại đi xe không quen đấy mà. Con ngồi xuống gốc cây nghỉ một chút xem có đỡ không. Bác có mang gừng đây, cháu ngậm một chút đi, sẽ đỡ ngay thôi mà. Thấy đỡ chưa? Em cũng đỡ rồi. Nhà mình đi tiếp thôi mẹ ơi. Xe bị làm sao ấy anh ạ? Để anh ra xem. Cái xe cà tàng này hay dở chứng lắm. Xe hỏng nặng rồi em à. Anh đã gọi cho một đội cứu hộ xe, nhưng họ bảo đường núi vừa bị sạt lở nên sáng mai mới đến được. Sao đường núi tự dưng lại bị sạt lở lúc này chứ? Đúng là anh không nghĩ đến chuyện này. Anh ơi, thế tối nay nhà mình phải ở lại giữa rừng thế này à? Em sợ lắm. Giờ phải làm sao đi anh? Chúng ta sẽ tìm một chỗ để dựng lều. Cả nhà mình đi cắm trại mà, không thể để chiếc xe cà tàn này làm hỏng kế hoạch được. Cả nhà cháu không ai biết dựng lều cả, phải đến khu cắm trại mới thuê được người dựng lều chứ. Còn giữa rừng giữa núi thế này thì... thì bác sẽ dựng. Bác biết làm ạ. Tất nhiên rồi. Nào cả nhà, chúng ta đi cắm trại thôi. Anh Thơm ơi, em sợ tối lắm. Mà trong rừng chắc có nhiều rắn rết nữa, có khi còn có hổ không chừng. Em sợ lắm. Sợ gì, có anh ở đây chả việc gì phải sợ cả. Hai con đi kiếm ít cành khô về nhóm lửa đi. Vâng ạ, anh ạ. Ở đây có nhiều hoa quá anh Thơm ơi. Đây bị hỏng hóa ra cũng hay đấy chứ. Hay cái gì mà hay, anh chỉ mong nhanh được về nhà. À, chuyện gì vậy anh? Bọn cháu chắc chắn rồi. Không sao, không sao đâu. Bác ở đây rồi. Mẹ, mẹ ơi. Sao vậy cháu? Hè này cháu sẽ 15 tuổi rồi. Vậy mà cháu không thể bảo vệ nổi em gái của mình. Chỉ là một con rắn thôi bác ơi. Mà cháu cũng chẳng làm gì được. Cháu cứ đứng đó run lẩy bẩy. Vậy mà cháu đã bảo với anh là sẽ bảo vệ em ấy. Không sao bà, cháu còn rất nhiều thời gian. Cháu sẽ còn lớn lên nữa mà. Cháu sẽ dư sức bảo vệ gia đình của mình. Thật không bác? Tất nhiên rồi, bác biết cháu là một cậu bé dũng cảm và trung thực. Cháu không dũng cảm mà cũng chẳng trung thực đâu ạ. Bác ơi, những cái đinh ghim vào xe của bác. Bác biết chứ. Bác biết hết ạ? Ừ.
Nhưng nhờ thế bà bác cháu ta mới có ngày cắm trại thật vui, đúng không nào? Một cậu bé dám thừa nhận những điều chưa tốt của mình là một cậu bé dũng cảm và trung thực. Thôi mà, bác luôn mong có một đứa con trai như cháu. Cháu cũng muốn có người cha như bác. Chuyện chiếc kim dây. Vậy thôi các bạn ơi, ngày mới đến rồi. Hôm nay là cuối tuần mà, ngủ thêm chút nữa đi mọi người. Kim dây ơi, cậu chạy nhẹ chút đi, tôi tới ngủ thêm tí nữa, ông hết cả tay. Một ngày chủ nhật đẹp trời. 8 giờ 20 phút rồi sao? Ba ơi, mẹ đưa con đến cùng thiếu nhi nhé. Ừ, vào ăn sáng đã đi con, 9 giờ mẹ đưa đi nha. Phải là 8 giờ 20 phút 50 giây chứ. Mình cứ như không tồn tại, đã thế lại còn như kẻ gây phiền phức cho người khác. Ai khóc thế nhỉ? Anh định lại trêu chọc chị ghế sofa làm chị ấy khóc phải không? Bạn Kim Dây làm sao thế? Sao bạn lại khóc? Kim Dây phải nói ra thì chúng tôi mới giúp được bạn chứ. Mọi người cứ kệ Kim Dây đi. Đã suốt ngày tích tích tắc tắc rồi, bây giờ lại còn dám dứt khóc nữa chứ, thì ai mà chịu được. Rốt cuộc thì cũng có được ai coi trọng đâu mà gây chú ý thế. Thân phận tôi thật như bèo bọt, tôi phải làm việc ngày này qua tháng khác, năm này qua năm khác, không ngừng nghỉ. Vậy mà có ai thèm nhắc đến tên tôi đâu. Mỗi khi xem đồng hồ, con người chỉ quan tâm đến giờ đến phút. Có chứ, con người vẫn nhắc đến bạn mà, chỉ là nhắc ít hơn giờ và phút thôi. Không, làm gì có ai nhắc tôi. Tôi dường như không hề tồn tại. Vẽ chuyện, chỉ là cái kim dây thôi, chứ là cái gì đâu mà đòi người khác phải nhắc tới mình chứ. Đúng thế, ai quan trọng, ai hữu ích mới nhắc đến chứ. Nhìn tôi đây này, một giờ có thể làm bao việc có ích. Còn tôi, chỉ cần nhanh một phút đã có thể kịp giờ đến trường của cô chủ. Chỉ là họ nhắc tới bạn ít hơn giờ và phút thôi. Tôi luôn phải làm việc nhiều hơn giờ và phút. Tôi chạy 60 bước, kịp phút mới nhích một bước. Tôi chạy đến 3.600 bước, kịp giờ mới đi một bước. Anh vẫn không hiểu à? Anh chỉ là 1/60 của tôi, 1/3.600 của anh giờ. Thách anh làm được cho những điều chúng tôi làm đấy. Đừng làm phiền người khác nữa, chúng tôi muốn nghỉ ngơi. Các anh thôi đi. Một ngày tôi phải chạy tới 86.400 bước. Một năm có đến 365 ngày như thế. Tôi phải làm việc đến gầy guộc khéo mòn, trong khi có những kẻ thì luôn nhàn hạ, béo tốt. Kim Dây bình tĩnh lại đây, đừng suy nghĩ nhiều như thế. Các anh cũng vậy, sao lại hôm nay lại quay ra trách móc Kim Dây thế? Trách cái gì? Chúng tụi đây chỉ nói sự thật thôi. Chịu nổi bất công này nữa, tôi đã nhịn nhục lâu lắm rồi. Nhịn với chả nhục, cậu còn được tồn tại trên cái đồng hồ đã là may lắm rồi đấy nhé. Cậu không thấy à, nhiều đồng hồ làm gì có Kim Dây, chỉ có tôi và anh giờ là luôn phải tồn tại thôi. Được rồi, mọi cố gắng của tôi cũng chỉ là vô ích thôi. Một chiếc đồng hồ chỉ cần có giờ có phút các anh mà thôi. Tôi tồn tại thật vô nghĩa. Đã thế tôi... Kim Dây, đừng nghĩ quẩn như thế, mau tỉnh dậy đi. Nghe chúng tôi nói đã. Mặc kệ, việc ai nấy làm, nó ngừng kệ nó. Hả? Đồng hồ chết rồi, sáng tỉnh mơ rồi mà vẫn chỉ 1 giờ. Ba ơi, ba mau sắm đồng hồ mới đi ba. Lạ thật, ba mới thay pin cho nó tuần trước mà. Đồng hồ này hỏng mất rồi, chắc phải bỏ đi, mua cái mới thôi. Thôi, vào chuẩn bị đi học đi con, cứ để đồng hồ đấy, chiều ba mua cái mới thay rồi đem vứt đi. Sao anh cũng đứng ì ra đấy từ hôm qua đến giờ thế? Người ta sắp vứt mình đi vào sọt rác rồi kìa.
Tôi cũng không biết nữa. Tôi không có lực mà chạy. Mà anh cũng thế còn gì. Mau mau cùng chạy đi chứ. Tôi không thể. Tôi cũng vậy. Hình như tôi chỉ có thể chạy nếu anh Kim Dây đi hết một vòng thôi. Trời ơi, thế thì phải gọi Kim Dây dậy đây. Đã có chuyện gì xảy ra với các cháu vậy? Phải gọi bằng được Kim Dây. Không có Kim Dây, hai đứa không thể chạy được đâu. Mau lên, Kim Dây dậy đi cháu. Kim Dây ơi, dậy đi, mau dậy đi. Chúng tớ biết sai rồi, chúng tớ có lỗi với cậu. Sao hai cậu cũng phải bắt chước tôi đứng ầy ra một chỗ làm gì? Không có cháu thì giờ và phút sẽ thành vô nghĩa. Cháu không chạy thì chúng sẽ bất động. Mỗi người một việc và công việc của cháu cũng vô cùng quan trọng. Hãy nghe bác, chạy đi đã. Ba ơi, đồng hồ chạy lại rồi kìa. À, thế thì chắc nó bị lỏng pin thôi. Để bà chỉnh lại là được. À, đồng hồ chạy lại rồi. Bà cháu phải hòa thuận, cùng nhau làm việc thì đồng hồ mới vận hành được. Biết thông cảm giúp đỡ nhau, công việc sẽ nhẹ nhàng đi hơn rất nhiều đấy. Dạ, thì chúng cháu hiểu rồi ạ. Cha Dượng và Lễ Đường. Thế là chỉ còn vài ngày nữa là con gái chúng ta sẽ lên xe hoa, không còn ở nhà chúng ta nữa. Chắc em nhớ con nhiều lắm, sẽ phải thường xuyên đến thăm con mất. Ừ, chỉ mong con bé hạnh phúc thôi, anh cũng sẽ rất nhớ con bé. Peter, cảm ơn anh đã thương con bé, đã luôn làm những điều tốt nhất cho con bé. Em nói gì vậy? Lily luôn là đứa con gái bé bỏng đáng yêu của chúng ta. Bất kể anh có phải là người cha ruột thịt hay không, sao anh lại không yêu thương con gái của mình được chứ? Con chào mẹ. Chào bố Peter. Mẹ và bố đang dọn nhà à? Ừ, con yêu, con về rồi đấy à. Bố ạ, ngày kia là hôn lễ tổ chức rồi, bố phải bay về sớm đấy nhé. Bố phải về cho kịp đấy nhé. Phải được bố tận tay dắt lên lễ đường thì con mới chịu lên xe hoa. Vâng ạ, con chào bố. Con yêu bố. Con gái của mẹ xinh quá, mẹ thật tự hào về con. Là vì con giống mẹ. Lily, ngày hôm nay con thật sự rất xinh đẹp. Con cảm ơn bố Peter. Bố nghĩ con sẽ rạng ngời hơn nữa nếu có thêm một sợi dây chuyền. Ôi, tuyệt quá. Đây là sợi dây chuyền gia truyền bà nội bố để lại. Bố mẹ đã gắn thêm vài hạt đá cho nó thêm phần lấp lánh. Hy vọng con sẽ thích. Con thích lắm. Cảm ơn bố Peter. Còn một tiếng nữa là hôn lễ cử hành. Sao bố con chưa đến nhỉ? Chắc lát nữa là bố con tới đấy. Bố! Con gái yêu của bố. Lily, con quá rạng ngời. Bố thật sự rất tự hào và hạnh phúc vì lát nữa sẽ được dẫn con lên lễ đường. Chào hai người. Hai người khỏe không? Chào anh Anthony. Rất tuyệt vì chúng ta được đề tựu ở đây trong ngày trọng đại của con gái. Peter, rất vui vì gặp lại anh. Bố, lát nữa con mang đôi giày cao lắm. Con chỉ sợ vì căng thẳng mà bị trật chân thôi. Vậy thì bố sẽ dìu con thật cẩn thận. Tôi ra ngoài trước đón khách nha. Em cũng vậy. Sẵn sàng chưa con gái? Con gái, đứng đây chờ bố một chút. Một chút thôi. Peter,
anh cũng vất vả giống như tôi. Anh sẽ giúp tôi đưa con gái lên lễ đường chứ? Tôi... Con gái đang chờ chúng ta. Tôi chưa bao giờ thấy cảnh tượng này. Tôi cũng thế. Con cảm ơn hai bố. Ôi, họ thật tuyệt vời. Giá như tất cả những người bố đều có thể làm giống họ. Khoảnh khắc đó, cả lễ đường chìm ngập trong sự xúc động và ngỡ ngàng. Đó là hành động tuyệt vời của tình yêu, sự tôn trọng và sự công nhận của người bố đẻ đối với người bố dưỡng. Với Peter, ông chưa từng nghĩ đến mình sẽ được dắt tay con gái riêng của vợ trong ngày cưới. Và giây phút đó, ông thấy đầu gối như trùng xuống. Chẳng còn gì hạnh phúc hơn. Đó là giây phút ý nghĩa nhất trong cuộc đời ông. Người thợ bạc già. Ông ơi, sao ông lại làm thợ bạc ạ? Mỗi người đều muốn lưu lại dấu ấn riêng của mình bằng cách này hay cách khác. Những chữ cái trong cái tên của mình hoặc mỗi bông hoa, mỗi ngôi sao được khắc lên chiếc nhẫn hay là mặt dây chuyền là cách để mọi người gìn giữ một dấu ấn cho riêng mình. Chỉ người thợ thủ công mới tạo nên dấu ấn ấy một cách độc đáo. Những cái máy sản xuất hàng loạt đâu làm được thế. Hải, con đã học bài xong chưa mà ra ngồi ở đây? Dạ, con học bài xong rồi ạ. Học gì mà xong nhanh thế? Con sắp thi rồi, lo học đi. Đừng quẩn quanh ở cửa hàng bạc của ông nữa. Vâng ạ. Con đã dặn ba bao nhiêu lần rồi, đừng dạy nó làm nghề bạc này nữa. Giờ người ta làm bằng máy rồi, ai còn đi tỉ mẩn chạm chạm khắc khắc làm gì? Tại nó thích, nó cứ bảo ba chỉ cho nó. Thì cháu nó thích là một chuyện, nhưng nghề này cần năng khiếu, chứ đâu cứ thích là làm được. Chẳng phải hồi nhỏ bằng tuổi nó, con cũng theo ba học mấy năm trời mà có làm được đâu. Con nghĩ cứ cho nó học kinh tế hay là xây dựng gì đó, sau này vừa dễ kiếm việc, vừa đỡ vất vả. Bác Lâm ơi. Chào cô Hoa, cặp nhẫn của cô xong rồi đó. Ôi. Sao vậy cô? Cô không hài lòng sao? Đúng là không như cháu mong đợi. Có phải khi khắc chữ hờ, bác hơi run tay, phải không ạ? Đúng là vậy. Không hiểu sao... Vâng, có lẽ do tuổi già bác à. Tôi xin lỗi vì không thể khắc nó thật đẹp cho cô. Bà ngoại cô, mẹ cô, rồi giờ là cô đều tới cửa hàng của tôi khắc nhẫn cưới. Vâng ạ. Từ hồi nhỏ, cháu đã thích ngắm nhẫn cưới của bà và mẹ. Thật đẹp bác ạ. Cháu luôn mong mình cũng có cặp nhẫn cưới được khắc đẹp như thế. Vậy mà tôi lại khiến cô thất vọng. Đúng là tôi già quá rồi. Hay là cô để cặp nhẫn lại đây, tôi sẽ sửa lại cho. Thôi bác ạ, làm sao mà sửa được nữa. Cô ơi, cô để cháu sửa cho. Cháu sửa được à? Ông đã dạy cho cháu, giờ cháu khắc chữ không rung tay chút nào, cháu sẽ sửa lại thật đẹp cho cô. Cô cứ tin ở cháu. Ba để con làm nghe ba, một lần này thôi cũng được. Con biết gì mà sửa. Ba cứ để cho con sửa, ông dạy con rồi mà. Ừ, một lần thôi đấy. Vâng ạ. Cô mở xem đi cô. Ôi, đẹp quá. Cháu trai bác khéo tay quá. Thế là bác có người truyền nghề rồi đấy. Cháu cũng thích học nghề thợ bạc của ông lắm. Để tạo nên những dấu ấn riêng thật đẹp cho mỗi người, ông nhỉ? Thằng bé thật sự thích làm nghề này sao? Ba. Ba ơi, cô ấy khen con khắc chữ rất đẹp đấy ạ. Con cũng có năng khiếu, phải không ba? Ừ. Vậy mà ba cứ nghĩ là con không làm được. Con muốn học nghề bạc của ông lắm mà. Vâng, con thích lắm ba.
bà cũng mong có người nối nghiệp ông để giữ gìn cửa hàng bạc này, để lưu giữ dấu ấn của ông. Trước ba không làm được, con muốn làm thì phải làm thật tốt, nghe chưa? Dạ, vâng, con hứa.